tính từ năm 2018 đến ngày 4 tháng 12 năm 2019, bao gồm cả các trận đấu ở vòng bảng SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam, Quang Hải đã thi đấu tổng cộng 125 trận, tương ứng với 10.077 phút. Tại câu lạc bộ Hà Nội, tiền vệ này ra sân 72 trận, 5.814 phút, có 20 bàn thắng và 21 kiến tạo. Trong màu áo các đội tuyển Việt Nam, anh chơi 53 trận, 4.263 phút, ghi 17 bàn thắng và đem tới 11 kiến tạo. Có thể thấy, Quang Hải không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi liên tục góp mặt trong đội hình của các đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội. Trên thực tế, dấu hiệu quá tải của Quang Hải đã xuất hiện ở giai đoạn lượt đi V-League 2019 và anh chỉ phần nào trở nên khởi sắc hơn chút ít ở giai đoạn lượt về. Nếu làm một phép so sánh, Cristiano Ronaldo cũng chỉ thi đấu 47 trận trong mùa giải 2018-2019 cho Juventus và đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Quang Hải đã chơi trên dưới 60 trận trong các năm 2018 và 2019. Có thể nói, tiền vệ quê Đông Anh là một trong những cầu thủ Việt Nam sở hữu nền tảng thể lực ở mức phi thường. Quang Hải được giới thiệu trên tạp chí danh tiếng World Soccer như sau. Cổ động viên Việt Nam tự đặt câu hỏi tại sao tiền vệ tấn công hay bậc nhất châu Á vẫn chưa sang châu Âu thi đấu, vậy anh ấy sẽ đi đến đâu? Việc Quang Hải đứng trước cơ hội xuất ngoại chơi bóng đỉnh cao được nhắc đến vào năm 2018 khi anh cùng U23 Việt Nam giành danh hiệu Á quân U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. Đó là giải đấu mà Quang Hải để lại dấu ấn đậm nét với những pha xử lý đẳng cấp và những bàn thắng tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, Quang Hải còn đoạt nhiều danh hiệu quý giá như vô địch SEA Games 2019, vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và đặc biệt là phần thưởng cá nhân quả bóng vàng Việt Nam 2018. Cuối năm ngoái, lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội tiết lộ có 4 câu lạc bộ nước ngoài, 2 đến từ Tây Ban Nha và 2 đến từ Nhật Bản đánh tiếng mượn hoặc mua đứt Quang Hải nhưng không thành công. Nếu nhận lời đầu quân cho câu lạc bộ Consadole Sapporo, Nhật Bản, Quang Hải đã thành đồng đội của Messi Thái Lan, Chanathip, người đang thi đấu rất ấn tượng tại đây. Không những thế, anh còn có cơ hội thử sức ở La Liga trong màu áo câu lạc bộ Deportivo Alaves. Theo đánh giá của các huấn luyện viên, trình độ của Quang Hải đủ sức chơi ở câu lạc bộ tầm trung tại châu Âu. Nếu sang các nước trong khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan thì cơ hội ra sân của Quang Hải rõ ràng hơn. Việc Quang Hải bao giờ sang châu Âu thi đấu vẫn là một dấu hỏi, nhưng với màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ sinh năm 1997 trong màu áo đội tuyển quốc gia, câu lạc bộ Hà Nội cùng với sự hậu thuẫn nhiệt tình của ban lãnh đạo đội bóng thủ đô thì giấc mơ xuất ngoại của Quang Hải đang được dệt nên từng ngày, từng giờ.